Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Thi Thiên 37. Chớ phiền lòng vì cớ kẻ làm dữ, cũng đừng ghen tị kẻ tập tành sự gian ác. Vì chẳng bao lâu chúng nó sẽ bị phát như cỏ và phải héo như cỏ tươi xanh. Hãy tin cậy Đức Giê-hô-va và làm điều lành, khá ở trong xứ và nuôi mình bằng sự thành tín của Ngài. Cũng hãy khoái lạc nơi Đức Giê-hô-va thì Ngài sẽ ban cho ngươi điều lòng mình ao ước. Hãy phó thác đường lối mình cho Đức Giê-hô-va và nhờ cậy nơi Ngài, thì Ngài sẽ làm thành việc ấy. Ngài sẽ khiến công bình ngươi lộ ra như ánh sáng và tỏ ra lý đoán ngươi như chánh ngọ. Hãy yên tịnh trước mặt Đức Giê-hô-va và chờ đợi Ngài. Chớ phiền lòng vì cớ kẻ được may mắn trong con đường mình, hoặc vì cớ người làm thành những mưu ác. Hãy dẹp sự giận và bỏ sự giận hoảng. Chớ phiền lòng vì điều đó chỉ gây ra việc ác, vì những kẻ làm ác sẽ bị diệt, còn kẻ nào trông đợi Đức Giê-hô-va sẽ được đất làm cơ nghiệp. Một chút nữa, kẻ ác không còn, ngươi sẽ xem xét chỗ hắn thật không còn nữa. Song người hiền từ sẽ nhận được đất làm cơ nghiệp và được khoái lạc về bình yên dư dật. Kẻ ác lập mưu nghịch người công bình và nghiến răng cùng người. Chúa sẽ chê cười nó vì thấy ngày phạt nó hầu đến. Kẻ ác đã rút gươm và dương cung mình, đặng đánh đổ người khốn cùng và kẻ thiếu thốn, đặng giết người đi theo sự ngay thẳng. Gươm chúng nó sẽ đâm vào lòng chúng nó, và cung chúng nó sẽ bị gãy. Của người công bình tuy ít, còn hơn sự dư dật của nhiều người ác, vì cánh tay kẻ ác sẽ bị gãy, nhưng Đức Giê-hô-va nâng đỡ người công bình. Đức Giê-hô-va biết số ngày kẻ trọn vẹn, và cơ nghiệp người sẽ còn đến đời đời. Trong thì xấu xa họ không bị hổ thẹn, trong ngày đói kém họ được no nê. Còn kẻ ác sẽ hư mất, những kẻ thù nghịch Đức Giê-hô-va sẽ như mỡ chiên con, chúng nó phải đốt tiêu, tan đi như khói. Kẻ ác mượn mà không trả lại, còn người công bình làm ơn và ban cho. Vì người mà Đức Chúa Trời ban phước cho sẽ nhận được đất, còn kẻ mà Ngài rủa sả sẽ bị diệt đi. Đức Giê-hô-va định liệu các bước của người, và Ngài thích đường lối người. Dầu người té cũng không nằm sải dài, vì Đức Giê-hô-va lấy tay Ngài nâng đỡ người. Trước tôi trẻ, rày đã già, nhưng chẳng hề thấy người công bình bị bỏ hay là dòng dõi người đi ăn mày. Hằng ngày người thương xót và cho mượn, dòng dõi người được phước. Hãy tránh điều dữ và làm điều lành thì sẽ được ở đời đời. Vì Đức Giê-hô-va chuộng sự công bình, không từ bỏ người thánh của Ngài. Họ được Ngài gìn giữ đời đời, còn dòng dõi kẻ dữ sẽ bị diệt đi. Người công bình sẽ nhận được đất và ở tại đó đời đời. Miệng người công bình xưng điều khôn ngoan, và lưỡi người nói sự chánh trực. Luật pháp Đức Chúa Trời người ở trong lòng người, bước người không hề siêu tó. Kẻ ác rình rập người công bình và tìm giết người. Đức Giê-hô-va không bỏ người trong tay hắn, cũng chẳng định tội cho người khi người bị đoán xét. Hãy trông đợi Đức Giê-hô-va và giữ theo đường Ngài, thì Ngài sẽ nâng ngươi lên để nhận được đất. Khi kẻ ác bị diệt đi thì ngươi sẽ thấy điều ấy. Tôi từng thấy kẻ ác có thế lực lớn, trải ra như cây xanh tươi mọc nơi cố thổ. Song có người đi qua, kìa hắn chẳng còn nữa. Tôi tìm hắn nhưng không gặp. Hãy chăm chú người trọn vẹn và nhìn xem người ngay thẳng, vì cuối cùng người hòa bình có phước, còn các kẻ vi phạm sẽ cùng nhau bị hủy hoại. Sự tương lai kẻ ác sẽ bị diệt đi,
nhưng sự cứu rỗi người công bình do Đức Giê-hô-va mà đến. Ngài là đồn lũy của họ trong thì gian truân. Đức Giê-hô-va giúp đỡ và giải cứu họ. Ngài giải họ khỏi kẻ ác và cứu rỗi cho, bởi vì họ đã nương náu mình nơi Ngài. Chương 20. Ngày thứ nhất trong tuần lễ, lúc rạng đông, trời còn mờ mờ, Marie Madeleine tới mộ, thấy hòn đá lấp cửa mộ đã dời đi. Vậy, người chạy tìm Simon Phi-e-rơ và môn đồ khác là người Đức Chúa Giê-xu yêu mà nói rằng: người ta đã dời Chúa khỏi mộ, chẳng hay để Ngài tại đâu. Phi-e-rơ với môn đồ khác bèn bước ra đi đến mộ. Cả hai đều chạy, nhưng môn đồ kia chạy mau hơn Phi-e-rơ và đến mộ trước. Người cúi xuống, thấy vải bỏ dưới đất nhưng không vào. Simon Phi-e-rơ theo đến, vào trong mộ, thấy vải bỏ dưới đất và cái khăn liệm trùm đầu Đức Chúa Giê-xu chẳng ở cùng một chỗ với vải, nhưng cuốn lại để riêng ra một nơi khác. Bây giờ, môn đồ kia đã đến mộ trước cũng bước vào, thì thấy và tin. Vì chưng hai người chưa hiểu lời Kinh Thánh rằng Đức Chúa Giê-xu phải từ kẻ chết sống lại. Đoạn hai môn đồ trở về nhà mình. Song Marie đứng bên ngoài gần mộ mà khóc. Người vừa khóc vừa cúi xuống dòm trong mộ, thấy hai vị thiên sứ mặc áo trắng, một vị ngồi đằng đầu, một vị ngồi đằng chân, chỗ xác Đức Chúa Giê-xu đã nằm. Hai thiên sứ hỏi: hỡi đàn bà kia, sao ngươi khóc? Người thưa rằng: vì người ta đã dời Chúa tôi đi, không biết để Ngài ở đâu. Vừa nói xong, người xây lại, thấy Đức Chúa Giê-xu tại đó, nhưng chẳng biết ấy là Đức Chúa Giê-xu. Đức Chúa Giê-xu hỏi người rằng: hỡi đàn bà kia, sao ngươi khóc? Ngươi tìm ai? Người ngỡ rằng đó là kẻ làm vườn bèn nói rằng: hỡi Chúa, ví thật ngươi là kẻ đã đem Ngài đi. Xin nói cho ta biết ngươi để Ngài đâu, thì ta sẽ đến mà lấy. Đức Chúa Giê-xu phán rằng: hỡi Marie. Marie bèn xây lại, lấy tiếng Hebrew mà thưa rằng: Rabuni, nghĩa là thầy. Đức Chúa Giê-xu phán rằng: chớ rờ đến ta, vì ta chưa lên cùng cha, nhưng hãy đi đến cùng anh em ta, nói rằng: ta lên cùng cha ta và cha các ngươi, cùng Đức Chúa Trời ta và Đức Chúa Trời các ngươi. Marie Madeleine đi rao bảo cho môn đồ rằng mình đã thấy Chúa và Ngài đã phán cùng mình những điều đó. Buổi chiều nổi ngày đó là ngày thứ nhất trong tuần lễ. Những cửa nơi các môn đồ ở đều đương đóng lại vì sợ dân Giu-đa. Đức Chúa Giê-xu đến đứng chính giữa các môn đồ mà phán rằng: bình an cho các ngươi. Nói đoạn, Ngài giơ tay và sườn mình cho môn đồ xem. Các môn đồ vừa thấy Chúa thì đầy sự mừng rỡ. Ngài lại phán cùng môn đồ rằng: bình an cho các ngươi. Cha đã sai ta thể nào, ta cũng sai các ngươi thể ấy. Khi Ngài phán điều đó rồi thì hà hơi trên môn đồ mà rằng: hãy nhận lãnh Đức Thánh Linh. Kẻ nào mà các ngươi tha tội cho thì tội sẽ được tha, còn kẻ nào các ngươi cầm tội lại thì sẽ bị cầm cho kẻ đó. Và lúc Đức Chúa Giê-xu đến thì Thô-ma tức Đi-đim là một người trong 12 sứ đồ không có ở đó với các môn đồ. Các môn đồ khác nói với người rằng: chúng ta đã thấy Chúa. Nhưng người trả lời rằng: nếu ta không thấy dấu đinh trong bàn tay Ngài, nếu ta không đặt ngón tay vào chỗ dấu đinh và nếu ta không đặt bàn tay nơi sườn Ngài, thì ta không tin. Cách 8 ngày, các môn đồ lại nhóm nhau trong nhà, có Thô-ma ở với. Khi cửa đương đóng, Đức Chúa Giê-xu đến đứng chính giữa môn đồ mà phán rằng: bình an cho các ngươi. Đoạn Ngài phán cùng Thô-ma rằng: hãy đặt ngón tay ngươi vào đây và xem bàn tay ta, cũng hãy giơ bàn tay ngươi ra và đặt vào sườn ta, chớ cứng lòng, song hãy tin. Thô-ma thưa rằng: lạy Chúa tôi và Đức Chúa Trời tôi. Đức Chúa Giê-xu phán: vì ngươi đã thấy ta nên ngươi tin. Phước cho những kẻ chẳng từng thấy mà đã tin vậy. Đức Chúa Giê-xu đã làm trước mặt môn đồ Ngài nhiều phép lạ khác nữa mà không chép trong sách này. Nhưng các việc này đã chép để cho các ngươi tin rằng Đức Chúa Giê-xu là Đấng Christ, tức là Con Đức Chúa Trời, và để khi các ngươi tin thì nhờ danh Ngài mà được sự sống. Chương 35. Môi-se nhóm hết hội chúng Israel lại mà nói rằng: đây là các việc của Đức Giê-hô-va đã phán dạy làm.
người ta sẽ làm công việc trong 6 ngày. Nhưng đến ngày thứ 7 sẽ là một lễ thánh, tức là ngày Sa-bát biệt riêng ra thánh cho Đức Giê-hô-va. Ai làm công việc trong ngày đó sẽ bị xử tử. Nhằm ngày Sa-bát, chớ nổi lửa trong nhà nào của các ngươi hết. Môi-se nói cùng cả hội chúng Israel rằng: đây là các lời Đức Giê-hô-va đã phán dặn ta. Hãy lấy một lễ vật chi ở nhà các ngươi mà dâng cho Đức Giê-hô-va. Hễ người nào có lòng thành dâng cho, hãy đem lễ vật cho Đức Giê-hô-va: vàng, bạc và đồng, chỉ tím, đỏ điều, đỏ sậm, vải gai mịn, lông dê, da chiên đực nhuộm đỏ, da cá nược, cây si tim, dầu thắp, các thứ hương liệu đặng chế dầu sức và hương thơm, bích ngọc và các thứ ngọc khác để dùng khảm cho ê-phót và bảng đeo ngực. Trong vòng các ngươi, mấy người khôn ngoan hơn hết hãy đến làm mọi điều Đức Giê-hô-va đã phán dặn: đền tạm, trại và bông của đền tạm, móc, ván, xà ngang, trụ và lỗ trụ, hòm bản chứng và đòn khiên, nắp thi ân cùng màn che nơi chí thánh, cái bàn và đòn khiên, các đồ phụ tùng của bàn cùng bánh trần thiết, chân đèn, đồ phụ tùng, các đèn và dầu thắp đèn, bàn thờ sông hương cùng đòn khiên, dầu sức, hương liệu và bức màn cửa đền tạm, bàn thờ dân của lễ thiêu và rá đồng, đòn khiên và các đồ phụ tùng của bàn thờ, cái thùng và chân thùng, bố vi che hành lang, trụ, lỗ trụ và bức màn của cửa hành lang, các nọc của đền tạm cùng nọc và dây của hành lang, bộ áo lễ dùng về công việc trong nơi thánh, bộ áo thánh cho A-rôn thầy tế lễ cả và bộ áo cho các con trai người đặng làm chức tế lễ. Cả hội chúng Israel bèn lui ra khỏi mặt Môi-se. Mọi người có lòng cảm động và mọi người có lòng thành đều đem lễ vật đến dâng cho Đức Giê-hô-va để làm công việc hội mạc, các đồ phụ tùng và bộ áo thánh. Phàm người nam cùng nữ, tức mọi kẻ có lòng thành, đều đến đem những hoa tai, nhẫn, khâu, kiền, các thứ trang sức bằng vàng và hết thảy đều dâng lễ vật bằng vàng cho Đức Giê-hô-va. Kẻ nào ở nhà mình có chỉ tím, đỏ điều, đỏ sậm, vải gai mịn, lông dê, da chiên đực nhuộm đỏ và da cá nược đều đem đến. Hễ ai có chi làm lễ vật bằng bạc hay bằng đồng đều đem dâng cho Đức Giê-hô-va. Và hễ ai có cây si tim nơi nhà mình dùng hiệp về các công việc tế lễ đều đem đến. Phàm người đàn bà khéo thì chính tay mình kéo chỉ lấy và đem đến món chi họ đã kéo rồi: chỉ tím, đỏ điều, đỏ sậm và chỉ gai mịn. Còn mấy người đàn bà có cảm động và tài khéo thì kéo chỉ lông dê. Các bậc tôn trưởng trong dân sự đem bích ngọc và các thứ ngọc khác để khảm cho ê-phót và bảng đeo ngực, dầu thắp đèn, các hương liệu để chế dầu sức và dầu thơm. Cả dân Israel, nam hay nữ, phàm ai có lòng cảm động, xui cho mình tình nguyện quyên vào các công việc Đức Giê-hô-va đã phán dặn nơi Môi-se, đều đem dâng cho Đức Giê-hô-va các lễ tình nguyện vậy. Môi-se nói cùng dân Israel rằng: này, Đức Giê-hô-va đã kêu danh Bết-sa-lê-ên, con trai của U-ri, cháu của Hu-rơ trong chi phái Giu-đa. Ngài phú cho người đầy dẫy thần của Đức Chúa Trời, sự khôn ngoan, sự thông sáng và sự hiểu biết để làm mọi thứ nghề thợ, đặng bày ra và làm đồ vàng, bạc và đồng, đặng khắc và khảm các thứ ngọc, đặng chạm cây làm các đồ khéo léo. Ngài lại phú cho người tài dạy dỗ và cũng đồng ban cho Oholiab, con của Ahisamac trong chi phái Đan nữa. Ngài phú cho hai người đó đầy sự khôn ngoan, đặng làm các công nghệ về thợ thêu, thợ dệt nhiều màu, tức là màu tím, đỏ điều, đỏ sậm và vải gai mịn, để bày ra và làm các thứ công nghệ khéo. Chương 36. Bết-sa-lê-ên, Oholiab và các người khôn khéo, tức là người Đức Giê-hô-va đã phú cho sự khôn ngoan và sự thông sáng, đặng làm các công việc định dụng về việc tế lễ nơi thánh, đều làm mọi việc mà Đức Giê-hô-va đã phán dặn. Vậy, Môi-se bèn gọi Bết-sa-lê-ên, Oholiab và các người khôn khéo mà trong lòng họ Đức Giê-hô-va phú sự thông sáng, cùng các người có lòng cảm động xui mình đến gần, đặng làm công việc. Trước mặt Môi-se,
Họ thâu các lễ vật của dân Israel đã đem đến để làm các công việc định dùng về sự tế lễ nơi thánh. Nhưng mỗi buổi sớm mai, dân sự lại đem đến lễ vật tình nguyện nữa. Thế thì, các người khôn khéo làm mọi công việc của nơi thánh đều tạm đình đến nói cùng Môi-se rằng dân sự đem đến dư bội phần đặng làm các công việc mà Đức Giê-hô-va đã phán dặn. Theo lệnh truyền của Môi-se, họ bèn đi rao từ trại quân rằng bất kỳ người nam hay nữ chớ làm công việc về lễ vật của nơi thánh nữa. Vậy, họ cấm dân sự không cho đem đến chi thêm nữa hết. Vì đã đủ các vật liệu đặng làm hết thảy công việc, cho đến đổi còn dư lại nữa. Các người khôn khéo trong vòng những người làm công việc dùng 10 bức màn bằng vải gai đậu mịn chỉ tím đỏ điều đỏ sậm theo hình cherubim cực xảo mà dựng đền tạm. Mỗi bức màn đều dài 28 thước, rộng 4 thước, các bức đều đồng cỡ nhau. Họ kết mỗi 5 bức màn dính lại nhau, thắt vòng bằng chỉ tím nơi triên của bức màn thứ nhất ở đầu bức nguyên, và cũng làm như vậy cho triên của bức màn ở nơi chót trong bức nguyên thứ nhì. Họ thắt 50 vòng theo triên của bức màn ở đầu của bức nguyên thứ nhất và 50 vòng theo triên bức màn ở chót của bức nguyên thứ nhì, các vòng đối nhau. Đoạn chế 50 cái móc bằng vàng, móc bức này với bức kia để cho đền tạm kết lại thành một. Kế đó, họ dùng lông dê kết 11 bức màn để làm bong trên đền tạm. Bề dài mỗi bức màn 30 thước, bề rộng 4 thước, 11 bức màn đều đồng cỡ nhau. Họ kết 5 bức màn riêng ra và 6 bức màn khác riêng ra, thắt 50 cái vòng nơi triên bức chót của bức nguyên thứ nhất và 50 vòng nơi triên bức ở đầu của bức nguyên thứ nhì, làm 50 cái móc bằng đồng, móc bức bông hiệp lại thành một. Họ cũng làm cho đền tạm một tấm lá phủ bằng dây chiên được nhuộm đỏ và một tấm lá phủ bằng da cá nược đắp lên trên. Họ dùng ván bằng cái si tim làm vách cho đền tạm. Mỗi tấm ván 10 thước bề dài, 1 thước rưỡi bề ngang. Mỗi tấm có 2 cái mộng liên nhau. Cả ván đền tạm đều làm một cách. Vậy, họ làm ván cho đền tạm 20 tấm về phía nam, dưới 20 tấm làm 40 lỗ mộng bằng bạc. Dưới mỗi tấm có 2 lỗ mộng để chịu 2 cái mộng. Họ cũng làm 20 tấm ván ở phía bắc đền tạm và 40 lỗ mộng bằng bạc. Dưới mỗi tấm có 2 lỗ mộng. Về phía đằng sau của đền tạm, tức là phía tây, họ làm 6 tấm ván và về hai góc sau thì làm 2 tấm ván. Hai tấm ván góc ra khít với nhau từ dưới chí trên bởi một cái khoen ở nơi đầu. Hai góc hai bên đều làm như vậy. Thế thì có 8 tấm ván và 16 lỗ mộng bằng bạc, dưới mỗi tấm có 2 lỗ mộng. Họ làm 5 cây xà ngang bằng gỗ si tim cặp mấy tấm ván về phía bên này của đền tạm, 5 cây xà ngang khác về phía bên kia và 5 cây xà ngang khác nữa về phía sau đền tạm, tức là phía tây. Họ làm cây xà ngang giữa đặng lòn qua thân giữa các tấm ván từ đầu này đến đầu kia và bọc vàng mấy tấm ván. Họ làm các khoen của ván bằng vàng đặng xỏ xà ngang qua và bọc vàng các cây xà ngang. Họ lại chế một bức màn bằng chỉ tím đỏ điều đỏ sậm và vải gai đậu mịn theo hình cherubim cực xảo, rồi làm 4 cây trụ bằng gỗ si tim bọc vàng cùng đinh bằng vàng, đúc 4 lỗ trụ bằng bạc cho mấy cây trụ đó. Họ cũng chế cho cửa vào trại một tấm màn bằng chỉ tím đỏ điều đỏ sậm và vải gai đậu mịn. Ấy là một công việc thêu thùa. Họ cũng làm 5 cây trụ cùng đinh, rồi bọc vàng trên đầu trụ và các cây nuông. Còn 5 lỗ trụ thì bằng đồng. Chương 37. Đoạn Bê-sa-lê-ên đóng hòm bằng cây si tim, bề dài 2 thước rưỡi, bề ngang 1 thước rưỡi và bề cao 1 thước rưỡi. Người bọc vàng ròng bề trong và bề ngoài cùng chạy đường viền chung quanh. Đúc 4 cái khoen vàng đặng gắn 4 góc, 2 cái bên hông này, 2 cái bên hông kia. Người cũng chuốt các đòn bằng cây si tim bọc vàng, rồi xỏ đòn đó vào khoen hai bên hông đặng khiêng hòm.
người cũng làm một cái nắp thi ân bằng vàng ròng, bề dài 2.5 thước, bề ngang 1.5 thước, làm 2 tượng cherubim bằng vàng đánh giác để nơi 2 đầu nắp thi ân, một tượng ở đầu này và một tượng ở đầu kia ló ra nơi 2 đầu nắp. 2 cherubim xòe cánh ra che trên nắp thi ân đối diện nhau và xây mặt vào nắp thi ân. Người cũng đóng một cái bàn bằng cây si tim bề dài 2 thước, bề ngang 1 thước, bề cao 1.5 thước, bọc bằng vàng ròng và chạy một đường viền chung quanh. Lại cũng lên be cho tứ vi bàn cao chừng 4 ngón tay và chạy cho be một đường viền vàng. Người đúc 4 cái khoen vàng tra vào 4 góc tại nơi chân bàn. Các khoen ở gần nơi be để xỏ đòn vào đặng khiêng bàn. Người chuốt đòn bằng cây si tim bọc vàng đặng khiêng bàn. Lại cũng lấy vàng ròng mà làm các đồ dùng bày trên bàn, dĩa, chén, ly và chậu để dùng làm lễ quán. Người cũng làm chân đèn bằng vàng ròng. Cái chân, cái thân, cái đài, cái bầu và cái hoa đều làm ra bằng vàng đánh giác. 2 bên thân đèn có 6 nhánh nứt ra, 3 nhánh ở bên này và 3 nhánh ở bên kia. Trong 6 nhánh nứt ra trên thân chân đèn, mỗi nhánh đều có 3 cái đài hình như hột hạnh nhân cùng bầu và hoa. Trên thân chân đèn lại cũng có 4 cái đài hình như hột hạnh nhân cùng bầu và hoa. Trong 6 nhánh từ thân chân đèn nứt ra, hễ cứ mỗi 2 nhánh thì dưới có 1 cái bầu. Bầu và nhánh của chân đèn đều bằng vàng ròng nguyên miếng đánh giác. Người cũng làm 7 cái thép đèn, kéo bắt tim và đồ đựng tàn bằng vàng ròng. Người dùng 1 ta lân vàng ròng mà làm chân đèn và các đồ phụ tùng của chân đèn. Người cũng đóng 1 cái bàn thờ sông hương bằng cây si tim hình vuông, bề dài 1 thước, bề ngang 1 thước và bề cao 2 thước. Bàn thờ có 4 sừng ló ra. Người bọc vàng ròng trên mặt 4 cạnh chung quanh và các sừng. Tứ vi cũng chạy đường viền vàng. Dưới đường viền đó, nơi 2 bên góc, người làm 2 cái khoen vàng để xỏ đòn đặng khiêng. Người chuốt đòn bằng cây si tim và bọc vàng. Người cũng chế dầu thánh để sức và hương thanh sạch bằng các hương liệu theo nghề thợ chế hương. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi. Những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên 3 ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.